Chào mừng mọi người đã đến với chương trình Startup Up Star. Đây là một chương trình dĩ nhiên là sẽ có những cái chân dung, sẽ có những cái con người khởi nghiệp chất thật và đầy thương đau. Nhưng mà những con người này cũng đã và đang đạt về những, theo tôi tạm gọi là thành công trong cuộc sống. Nhân vật ngày hôm nay là một người mà khi lần đầu tiên tôi gặp anh ấy ở trong cái môi trường hài độc thoại rất thú vị nha. Là anh nói với tôi là chào anh Tùng, em là Ti. Em học ngành IT. Em đang đi tìm chính mình. Cái tôi mới trả lời lại em là IT. Mà mọi người biết đó, trong chương trình Startup Up Star chúng ta không có những cái con người mà xạo xạo đâu. Chúng ta có những con người chân thành, chân thật và không ra vẻ. Nhưng hôm nay là một số đặc biệt. Hôm nay là một con người ra vẻ. Cụ thể là vẽ tranh, vẽ những cái mô hình, vẽ thiết kế, cụ thể hơn là họa sĩ. Mà không chỉ vẽ tranh trong lúc anh đi làm đâu nha, kiểu anh vẽ trong lúc ăn, anh vẽ trong lúc tắm, anh vẽ trong lúc ngủ đó, anh ra đường anh vẽ trái vẽ phải, anh trải nghiệm đủ mọi thứ trên đời để đi tìm chính mình là ai, song song với việc đi tìm những người bạn đồng hành của chính bản thân mình. Và vậy bạn có biết đó là ai không? Nào hãy cùng tôi lắng nghe câu chuyện của những con người hay ra vẽ này nha.